xe chở bông của Mali được lưu thông sau khi các lệnh trừng phạt được nới lỏng. Sau nhiều tháng bị mắc kẹt ở nhà không thể chu cấp cho gia đình, tài xế xe tải người Malaysia là Ibrahim Masagara rất vui mừng vì được làm việc trở lại sau khi lệnh cấm vận kinh tế khu vực được dỡ bỏ để anh tiếp tục lái xe đường dài đến các bờ biển Nga. Sagara đã chờ đợi ở cửa khẩu cùng với hàng chục người lái xe chở bông vào ngày thứ Tư 6 tháng 7, một trong những người đầu tiên đến bờ biển Nga kể từ khi cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi, Escobar thông báo vào ngày 3 tháng 7 rằng biên giới với Mali có thể mở cửa lại cho thông thương. Một ngày sau thông báo của ECOWAS, Sangare và các tài xế khác chất đầy các kiện bông và xe tải và bắt đầu hành trình 800 km từ thành phố Bongoni của Malian đến cảng San Pedro ở miền Nam bờ biển Nga. Việc đóng cửa biên giới nằm trong số các biện pháp trừng phạt cứng đắng mà khổ này áp đặt vào tháng 1 sau khi chính phủ lâm thời do quân đội lãnh đạo của Mali cho biết họ có kế hoạch gia hạn quyền cai trị và trì hoãn các cuộc bầu cử dân chủ sau cuộc đảo chính vào năm 2020. Vào tuần tới, văn phòng chủ hàng Iveran OIC, cơ quan giám sát về vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới, dự kiến sẽ có từ 150 đến 200 xe tải chở bông từ Mali đến các cảng San Pedro và Amdijan mỗi tuần. Cho các Kugadio, quản lý của khu vực của OIC cho biết trên router.